Và đây là con Suzuki GX đã lên một số đồ. Mình sẽ giới thiệu sơ qua. Trước mắt đập vào mắt mọi người đây chính là cái quả chuông 50.000 này. Có kim luôn la bàn nhé, còn trường hợp đi lạc được không. Và đây là dây Suzuki Novo, giá nó là 55.000. Đó. Còn bộ tem này, tem ôm bình này là 350.000, chưa tính ship. Tiếp theo đó là tay dắt. Tay dắt lấy ở quán đồ Suzuki ở Uông Bí, Quảng Ninh. Okay. Tiếp theo cái quan trọng hôm nay mình dành cả ngày để mình chiến, đó là cái bộ chống đổ đây. Đó, bắt bắt vào khung máy luôn, nhưng mà chỗ này nó bắt hai ốc vào lốc máy, nhưng mà bù lại ở trên này nó có một thanh nó đỡ rồi. Đây cũng là khung máy nha. Ok, tiếp nữa đó là tem dán vành, tem đỏ luôn. Và đây là tổng thể xe mình sau khi đã lên đồ. Ladies and gentlemen, tớ là Neo và đây là và chào mừng trở lại với gà nhiếp ảnh. Và đây là series đầu tiên của tổ ong 34, một vlog về mô tô phân khối nhỏ con Suzuki GX S150. Đây, như mọi người thấy đằng sau. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người lên một số đồ nhỏ tự lên tại nhà. Ok. Một số đồ nhỏ như là chiếc két nước này, tay dắt, dán vành, và đặc biệt là bộ chống đổ cho con Suzuki GX này. Tự lên tại nhà nữa nha. Và đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người tháo cái giàn áo này ra. Bên này thì mình đã tháo rồi, tháo để biết thì còn chỉ cho anh em. Ok. Nó hơi bị khoai cái đoạn khúc giữa này, mình ngồi tiếng đồng hồ mới ra đấy. Ok. Vào phụ kiện thì ok, đơn giản thôi, hai phụ kiện thơ máy, một lục số 3 và lục số 5. Thì bộ này có thể tháo toàn bộ vỏ của nó ra, cộng thêm một cái tô vít bốn cạnh nữa. Còn đây là bộ để nắp cái chống đổ thì ốc nó hơi to. Đây, ốc to thì nó sẽ là lục giác 6 và lục giác 8. Đây, cần bốn con này thôi là mình có thể lên được hết sơ đồ này rồi. Ok, let's do it. Ok, và trước tiên là mình sẽ tiến hành tháo bộ áo ra nhé. Mình khuyên mọi người nên là mình sẽ tháo từ cái bộ mình biết trước cho đến bộ sau cùng. Lưu ý là nên chuẩn bị một cái hộp để đựng ốc ướt nhẹ nhàng nhé, tránh trường hợp nó lẫn mà mọi người mà không nhớ ốc ấy thì tốt nhất là tháo như mình này, tháo xong rồi để riêng ốc sang một bên. Thì bên này mình không nói. Đầu tiên mình tất nhiên là sẽ phải tháo cái đoạn ghế ngồi ra rồi. Tốt nhất là nên tháo cái bình ắc quy ra nhá, tránh hiện tượng chập cháy trong xe. Ok, tháo thì dễ thôi. Và tiếp theo mình sẽ phải tháo cái bộ này ra, cái bộ chìa khóa này. Nhớ phải dùng chìa khóa xay này đi nhá. Rồi tháo một cái ốc bốn cạnh và một cái ốc ấn ở đây. Mình sẽ làm luôn. Ốc ấn này nha, anh chị cây ở. Ốc ấn này nha, mọi người chỉ cần ấn vào đầu này thôi. Tạch cái. Đó, là đẩy nó ra rồi. Để riêng nha. Ốc này để riêng nha. Đây, để tháo cái lá này cẩn thận nhá, không phải giật ra đâu. Mình phải vặn chìa khóa cho cái mắt khóa này ra ngoài nhá. Đó, cẩn thận nhá, vặn mắt khóa này không nó vướng vào đây là không ra được. Nhớ nhá, đây nó có cái khe. Khe này nhá, cái này là rút nhá, nó không phải là trượt nó xuống nhá, chứ không phải là gãy ra đâu, gãy đó. Tiếp theo là mình sẽ tháo cái bộ ốp sườn bên này. Mình sẽ tháo bộ ốp sườn này. Thì mình chỉ dùng lục giác thôi, cái bộ này lục giác. Nếu mà mọi người không nhớ được ốc nào nó màu nào ở vị trí nào thì tốt nhất là dùng điện thoại để chụp ảnh nó lại. Thì đằng trước này nó là ốc màu đen nha. Một con này. Tiếp theo ở trong này nó có cái lẫy ấy, thì mình ấn nó ra. Cái này có ốc nữa nha.
Thơm quá. Ok, nó sẽ có một lẫy ở đây, một lẩy ở chọn rìa này. Mình đẩy cái lẩy ra. Nó là ốc cao su à. Đó, đây một lẩy thế này nha. Cái này ra. Đó, rồi chèo nó xuống. Đó, bởi vì cái vùng này nó sẽ nằm ở dưới của cái lá này. Nó ôm vào cái dây ống nước tản nhiệt luôn. Nên là lúc ấn vào là mình cũng phải trượt nó lên trên, tránh trường hợp nó gãy nha. Và tiếp theo sẽ là cái bộ tài hoàng này. Mình sẽ tháo từ đầu là các bạn nha. Đây là ốc trắng nha. Không nhớ thì tốt nhất là chụp ảnh mà. Ai muốn độ còi hú thì đấy. Còi đấy. Tháo ra rồi độ thôi. Ốc này để riêng nha. Tránh trường hợp quên. Nhẹ nhàng tình cảm nha. Cái vỏ này xước thì mệt đấy. Thì nó sẽ rất là mất thẩm mỹ. Ok. Đây là mấy ốc lần trước. Còn ở trên này mình sẽ phải tháo. Tháo một ốc ở đây. Con ốc này rất là khá là cứng nha. Tháo con ốc ở đây rồi. Và ở dưới này. Dưới gầm này nó sẽ có hai con ốc ấn nữa. Đây, hai con ốc ấn là nằm ở khu vực này. Mình ấn nó vào là mình giữ nó vào thôi. Ấn đây. Đó. Đó. Rất là hay, không phải vặn chứ. Hai ốc ấn. Ok. Ở đoạn này nó sẽ có một cái mút đậy. Đây, mút đậy ngay tay mình, và đẩy nó ra. Đó, trong này sẽ có một cái nữa. Đó. Hai cái nha. Còn ở trên này nè, nhớ nhé. Rút nó ra. Rút nó làm dạng cài nhé. Lúc lắp vào nên nhớ gần gãy nha. Đây là bộ ốc sườn của nó. Khá là một người. Và đây là cái phần khoai khoai xương quan trọng nhất này. Cái bộ vỏ này. Có bác Hùng bác đã tháo bộ này và gãy mất cái chân ở dưới này. Và mình sẽ cho mọi người một số lưu ý khi tháo cái này nhé. Trước mắt là phải tháo cái ốc này ra là ngay. Đây là tránh trường hợp quên này, để ốc đi luôn. Tránh trường hợp quên. Đây ở trên này có một con ốc bấm nữa, nhưng mình đã tháo. Tháo ốc bấm đây rồi, còn đây còn một con ốc bấm nữa này. Tạch, không gãy đâu nha. Đó. Ok, và để tháo cái bộ này ấy, thì nó sẽ có hai cái dán ở đây. Và một cái gài ở đây. Tháo cái gì tháo nhá, nhưng mà phải trượt về sau, đừng trượt về trước, ok. Và gì là quay này. Đây mọi người. Đây nó có một cái lấy trắng này. Cái này là cái phần quan trọng nhất. Để mình đẩy ra là cái bộ ra hết. Và một lưu ý nữa ở trên này. Mọi người nhìn nhá, con ốc bên cạnh này. Nó khá là cao. Chính vì thế cái này nó mắc vào cái con ốc ở trong ấy rồi. Mình phải bảo cái này lên. Ra khỏi ốc ấy, đó. Ra khỏi ốc luôn. Đó, thì mình sẽ dùng tay mình đẩy. Nếu mà mình bóp được cái trắng trắng này vào thì nó sẽ ra dễ hơn. Nhưng mà mình đã thử rồi. Bóp đủ các loại thứ rồi. Bóp hoài rồi nó không ra. Ok, dùng lực đẩy thôi. Thật đấy nha. Đó. Đây là cái chốt để nó bắt vào đây. Cái này rất là yếu đuối và rất gây nha. Tháo cẩn thận là bay luôn. Cái này rất là cứng. Đây, bóp này đây. Nhưng mà bóp khá khó. Lưu ý nhé, tháo này là dễ đi đấy. Ok. Để tránh hợp quên này. Nắp nó vào đây luôn. Đây là cái mặt đồng mặt khóa này, mình nhấc lên là ok à. Nhấc cho xe luôn. Ok, là cái bộ này ok xong nha. Mình đã hoàn thành xong cái việc tháo tàn áo cho nó. Đây, rất là xinh xinh và sạch sẽ. Mọi người nên nhẹ tay nhé, đừng có cố quá. Nếu mà nó cứng quá thì kiểm tra xem có còn ốc nào không. Chứ cố quá là gãy đó. Và tiếp theo mình sẽ
mình sẽ nắp chống đổ cho con này. Nắp chống đổ trước thì nắp chống đổ dễ thôi, là mình sẽ phải đẩy tháo cái bình xăng này ra và đẩy lên. Mình sẽ lấy một chai nước mình chèn lên, thì ở dưới này nó sẽ có một chỗ để bắt ốc. Đây là con ốc đây, chỗ này là chỗ để bắt con ốc cho cái lá chống đổ nha. Bắt một con ở đây và tháo một con zin này ra thay vào ốc của nó vào. Thì cái này nó ăn vào khung nha, nó ăn vào khung nhưng mà nó lại không có một thanh nào ràng cho cái khung này sang bên kia, nên nó khá là yếu đuối, nên là đổ thì mình cũng nghi là sẽ động vào cái đầu bò này. Nhưng mà ở cái chống đổ nó có một cái ràng rồi, cái đấy ép buộc phải nắp nha. Nắp chống đổ là phải nắp cái ràng nó vào, nếu không là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, nó sẽ đỡ được một phần nào đó. Còn những bác nào mà muốn rửa xe siêu sạch chẳng hạn, cũng tháo bộ áo ra là cứ thế mà rửa này thôi. Rửa chú ý tránh cái khu vực của cái hộp này này, ở trên này nhìn được cái hộp này là khu vực của lọc gió, nên là phải tránh nước đây nha. Còn những chú khác ok à? Bên ngoài nữa là mình sẽ sử dụng con T10 này để tháo cái xăng này ra. Yeah. Ở phụ kiện người ta sẽ cho một bộ đây. Con này nó khá là chắc chắn nha, nó sẽ nằm ở khu vực này, nằm vừa cao hơn cái khung này một tí, là để cái này nó nằm ở đây. Đây, đúng nhanh luôn. Quên, bạn này không nói là con ốc này nó khá là to, nên mình phải dùng một con T khác. Xem T này, đây. T này là T12 nha. Ốc ăn trực tiếp vào máy nha. Ốc zin luôn á, nó đầu bò rồi. Rất là ngại cái vụ này luôn. Mình không nghĩ là nó sẽ nặng này đâu. Và nhà người ta có cho một con ốc y chang luôn à. Ở đâu? Đây, đây là ốc zin của nó và mình sẽ thay một con ốc này. Khá là dài nhỉ. À, bên trong này trống nên là ok. Dài không ảnh hưởng gì đến ốc máy cả. Cho mình một con long đèn đây, khá là nhiều long đèn nha, nên là cứ dùng thoải mái đi nha. Thoải mái đi, long đèn nhiều mà. Đi trên long đèn nhà đời. Đây là con long đèn của nó. Đây là mình đang hướng thử là không thấy hiện tượng chạm khung. Đây, nó sẽ như thế này. Mình sẽ bắt tạo ốc ở đây thôi. Đây, đây là mạng bên tay phải. Thì dù chống đổ đâu, nó sẽ nằm như thế này. Bây giờ mình sẽ đi hướng cái khung này xem là nó nằm ở khung nào. Trước khi đó mình sẽ sang cho mình mắt cái mạng bên kia đã. Ok. Ok, và cái khu vực bên này thì sẽ khá là uốn, khá là cong. Mình phải xuyên qua một số chỗ. Rồi, mình sẽ tìm cách mình luồn nó vào. Tháo cái kia ra là em. Nhớ nha, con ốc này nó không bắt trực tiếp vào máy mà nó sẽ có cái lỗ ở đằng sau. Nó sẽ không bắt như này, mà đằng sau nó sẽ có cái khe hở này, nên là bắt ốc dài vẫn ok, không phải cưa. Hôm nay mình có nhận được một bài báo. Có một chuyện rất là vui, đó là con GLX phiên bản Yoshimura đã về Việt Nam. Và giá bán thì mình chưa tham khảo được vì họ chưa công bố. Nhưng mà nói thích Yoshimura chứ chơi bô đấy là không được. Mình cá nhân mình thôi, mình không chơi được cái bô đấy. Bô đấy nó ấm nghe khá là hay nhưng mà hoàn cảnh mình thì không chơi được. Chơi nó sẽ rất là ồn, nhất là bố mẹ mình không thích chuyện ồn này, nên mình sẽ chạy bộ zin. Ok, cái này sẽ có một con long đèn này, và con long đèn này mình chưa nghĩ ra nó nằm ở chỗ nào đấy.
mình đã quyết định là cho cái ống ống tản nhiệt nước này vào trong. Thì bên trên này nó trống mà, mình sẽ đẩy nó lên trên được. Ok. Ở đây là mình có vặn vặn này trước nha. Mình tháo cái gù nhựa gù cao su ra. Bắt chết hai con ốc này. Đây, trên này là phải có lông đèn nha. Còn sau là phải có lông đèn, mình dùng nhiều lông đèn nữa hết rồi. À còn đây, nó còn hai con ốc rồi. Nó còn hai con ốc nhớ này cơ. Đó. Hai con nhớ này thì để bắt cái càng bắt nối giữa hai cái lá này vào. Hai cái lá này vào nha. Thì con ốc dài này mình sẽ lắp ở bên này. Ốc dài thì mình sẽ đệm thêm một con lông đèn này nữa. Đệm vào đây, để vào góc trong này. Để vào trong này để bắt cái con dàn kia sang. Nhưng mà mặt này là ok rồi, trái ok rồi. Ốc này khá là ok nha, khá cứng nha. Bắt khá sâu vào trong. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang mặt bên kia, mình làm nốt mặt bên kia. Mặt này có vẻ là dễ hơn bởi vì nó không vướng cái ốc, không vướng cái gì cả. Còn mặt bên kia thì nó vướng cái dây nước tản nhiệt rồi. Mình không biết là tí nữa nắp vào, vỏ vào nó có dính vỏ không. Nhưng mà cứ nắp xong mặt này đã, ok. Mình sẽ tháo ra, mình nắp cái gù trung độ vào đây. Ok. Sau lửa tiếng hì hục mày mò và độn nong đen, nong bền đủ các thứ thì mình đã gắn xong cái con này vào đây. Cái con trung độ vào đây rồi. Rất là cứng nha, bao chắc luôn. Nhưng mà mình không biết là con ốc này có ổn không, bởi vì nó bắt thẳng vào cái đầu bò này. Nó cũng ăn vào khung rồi. Đây trên này nó có một cái thanh đỡ của cửa hàng nó cho rồi, bắt được rồi. Cái nong đèn này nó hơi dày nha. Mình dùng cái khác. Mình độn mấy cái con này vào. Độn mấy con nong đèn này vào. Bố mình đầy à. Ok, và đây là trung độ. Hoàn thiện xong bộ trung độ. Bên này thì mình không biết là tí nắp vỏ nó có bị dính đây không. Nhưng mà ống nước thì ok rồi. Ống nước mình thấy như này nè, ổn, ok. Đây. Rất là chắc chắn nha. Bắt thẳng vào khung luôn. Nhưng mà khung này là mình thấy là không có cái ràng. À mình nói là không có cái ràng nào nên là mình thấy nó hơi yếu đuối. Nó bây giờ nó chỉ trông cậy vào cái thanh này thôi. Ok, mình nắp xong trống đổ rồi. Tiếp tục mình sẽ đi nắp tay. Mình nắp vỏ nhỉ. À nắp két nước, ok. Bây giờ mình sẽ nắp két nước. Sau đó mình sẽ nắp bộ vỏ vào rồi mình lên tay dắt. Lên tay dắt xong rồi mình sẽ đi dán tem. Dán tem bình xăng rồi cuối cùng mình sẽ dán tem bánh xe nữa. Là ok. Ok, mình sẽ bắt che két nước vào. Đây che két nước đây, nó có hai cái tai thì ép buộc mình phải tháo hai ốc này ra nha. Ốc này và ốc bên kia. Còn ốc dưới này thì mình cũng nó cho một con ốc này rồi. Ốc dưới mình không phải tháo nữa. Chắn két nước ok xong. Trông đổ lắm, ok xong. Bây giờ mình sẽ hạ bình xăng và nắp đồ vỏ cho nó. Ok, và chỉ còn dán bình, tay dắt và dán vành thôi. Ok, và đây là mặt bên tay trái. Đã lắp trong đổ ok rồi. Vỏ vào ok. Cái đoạn này nó hơi khất khất tí thôi. Nhưng mà nói chung là vỏ vẫn còn zin ok, không phải cắt miếng gì cả. Anh có một vấn đề không phải nhỏ đâu mà nó rất là lớn. Làm vỏ mình đang bị cấn đoạn này. Và tỷ lệ cắt đang là rất là cao. Đây, ốc này vẫn chưa đi vào này. Ốc này vẫn chưa đi vào. Tỷ lệ cắt của con này là rất là cao. Và mình đang tìm hiểu xem có phải cắt không. Ok. Và xong hai củ trúng đổ. Xong hai củ trúng đổ. Đây là cái chỗ mình phải cắt. Đây. Nghe khe luôn, cắt hai miếng luôn. Miếng dài và miếng bên ngoài này. Miếng bên ngoài vẫn đang ghì cái củ này này. Cái chỗ học gió này, nó đang tì vào đây. Khá là khó chịu. Nhưng mình nghĩ nó không ọt ẹp là mình ok rồi. Ừ, nó không ọt ok rồi. Ok, đây là một vòng xe sau khi nắp trung độ. Là rất là chắc chắn nha. Bao dung luôn. Mắt ốc trực tiếp vào khung sườn này. Nhưng mà nó vẫn ăn vào cái đầu bò. Ốc thì mắt ok rồi. Mình siết chặt vào.
cắt hai cái áo. Cắt nó không nhiều, nó không lộ lắm. Mà khá là short. Và đây là trung độ bên này. Bên này thì ok, ăn phát luôn. Phát nhiệt, có cái nắp cái này vào nó hơi lâu luôn. Nó dính vào cái ống ống nước làm mát, nước tản nhiệt. Ok, còn đâu vỏ viết thì không chạm cũng như là không phải cắt viết gì cả. Đây là góc ở trên dưới. Đó. Bây giờ mình sẽ đi lắp tay dắt. Lắp tay dắt có một lưu ý nè. Mình sẽ bắn vào hai con ốc này, hai ốc này. Thì hai con ốc này mình sẽ phải tháo hai cái gioăng này ra. Và đây là thành quả cuối cùng sau khi mình lắp cái tay dắt này vào. Thì nói thật mất lòng nhưng mà cái tay dắt này mình chỉ đánh giá ở cái mức tầm trung thôi, chứ không thể đạt mức hoàn hảo hay là mức tốt được. Bởi vì thứ nhất là cái lỗ, hai lỗ bên rìa này, bốn lỗ này, là nó khoan đã có hiện tượng là kiểu như là lệch. Kiểu như hai lỗ này nó khoan dịch ở đây tí nữa, à dịch ở đầu này tí nữa thì cái chỗ này nó sẽ thoáng hơn. Nó sẽ thoáng hơn vì đây nó đang kích nhỉ. Cái thứ hai là về cái độ nghiêng. Độ nghiêng của hai cái má này là nắp vào đây thì nó sẽ có khe hở đây. Đây mình có độ nốc đèn rồi nhưng mà nó vẫn có khe hở này. Mình đánh giá cái chỗ này nó chỉ được nếu mà thang điểm 10 thì mình chỉ chấm được 4 điểm thôi. Ok. Rồi tiếp theo mình sẽ đi dán tem. Dán tem và dán vành. On the verge of no return, I was all alone. Can't lie, when I had a couple people right there, still felt like nobody was there. Be real, can't nobody take real, just love. Ok, và đó, kết thúc rồi. Tổng kết ngày hôm nay thì mình đã tháo dàn áo ra và nắp thêm hai cái gù trung độ ở đây và bên kia. Đó, rất là chắc chắn. Không biết là có ảnh hưởng đây nhưng mà ok, có chỗ để gác chân đi chơi rồi. Cái thứ hai là mình đã lên tay dắt đây, màu đỏ luôn, đi theo tông xe của mình, tông sượt tông. Tay dắt này của Rizoma, tay bằng anh em nói là bỏ bằng nhôm CNC. Ok, cái này nó có hai lợi ích. Thứ nhất là mình có thể dắt đi. Thứ hai là người ngồi đằng sau có thể bám vào đây hoặc là ngồi tì vào đây cho nó chắc chắn. Bởi vì mẹ mình chê là cái xe này ít hơi bé, bây giờ thì nó to đấy. Và một cái nữa mình nên đó là bộ tem tem rắn bì xăng. Đây, mình đang lên bộ tem này. Tem cơ bản nhất. Trông nó sừng sáu hơn. Và cái nữa mình nên đó chính là mình đã rắn viền. Ấn viền cho hai bánh đỏ luôn. Đây là quang. Đó là những gì mình nên cho xe mình. Chỉ đơn giản thôi, xe còn chưa có lắp biển đây. Và mình mới chơi cái bộ đêm.
Nhân tiện thì đây là cái dây suy tìm mình mua. Bên shop có tặng một dây nữa thì mình cảm nhận là sơ chút thì cái xe này nó đi khá là sướng. Vì dòng Nexby mà nó ôm bình đi cao giá như giá mình đi à. Cái nữa là bô, mình rất thích bô của con này. Nó ấm và rất là lực nha, nhưng mà nó không ồn. Nó không hề ồn với hàng xóm mình chạy dưới 5.000 vòng ấy. Nó rất là hiền. Thế mình sẽ để máy vào đây. Còn bài đánh giá sau thì mình sẽ làm khác. Ở đây mình có lên một cái chuông. Chuông kim là bàn luôn. Mình ghi chung rồi. Ok, xe mình hiện tại là đang chạy được 256 cây. Đây là mình đang đo cái cọc xăng trên một vạch này nó chạy bao cây thì hai cọc trên cọc số 3 số 4 mình đo được là 90 cây một cọc. Và đây là tổ ong vlog. Tổ ong vlog. Tổ ong 34. Nhưng mà chưa đi mua tổ ong được. Ủng hộ nha.